Kính thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc sau ngày 1 tháng 8 thành phố có thể phải cần 1 đến 2 tuần nữa tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đến ngày 1 tháng 8, tức là chủ nhật tuần này, thành phố sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ. Những ngày qua, người dân đều cơ bản thực hiện nghiêm quy định hạn chế người dân ra đường sau 18 giờ. Tuy nhiên, trong khung thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ thì vẫn còn một số người đi ra đường không vì lý do thiết yếu. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức cần tăng cường công tác kiểm tra để hạn chế tình trạng này.